vừa trải nghiệm bằng một mảnh giấy ăn để cảm nhận sự mạnh mẽ của cánh quạt thô bồ, khiến cho máy hoạt động tùy theo vào chất lượng của không khí. Công suất lọc đạt chất lượng hiệu quả và tối đa. Từ đây thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm với chiếc máy M60 đến từ thương hiệu Meliqua, để cho chúng ta có một không khí trong lành trong không gian sống của mình. Bên cạnh đó thì cũng không kém phần sang trọng để trang trí cho không gian ngôi nhà của mình. Một chiếc máy lọc không khí với mức giá tầm trung nhưng vẫn vô cùng độc đáo với nhiều chức năng kèm theo đó. Với tính năng thông minh tiện ích như là cảm biến laser, màn hình LCD, khóa an toàn trẻ em, cảnh báo thay bộ lọc, đèn báo hoạt động, hiệu suất lọc cao, quai cầm tiện lợi và có thể kết nối qua điện thoại bằng Wi-Fi. Máy hoạt động theo nguyên tắc là đối lưu với thiết kế cánh quạt dạng thô bồ, không khí sẽ được hút vào và sau đó quạt đẩy qua các màng lọc, từ đó nâng cao hiệu suất lọc. Công nghệ tối ưu với cảm biến bụi laser, bộ lọc HEPA 13 4-trong-1, ion âm giúp phát hiện chi tiết tình trạng bụi, hiển thị trên màn hình kỹ thuật số và tự động điều chỉnh tốc độ lọc phù hợp. Cảm biến laser thông báo tình trạng bụi cụ thể trên màn hình LCD của chiếc máy lọc M60 và tự động điều chỉnh tốc độ lọc phù hợp. Không khí đi qua cửa hút khí qua hai lớp lọc thô sẽ giữ lại các loại lông tóc, sợi vải, lông thú, bụi bẩn có kích thước lớn. Sau đó lớp lọc kháng khuẩn chứa muối đồng oxit và chất khoáng kháng khuẩn sẽ giữ lại và ngăn ngừa các loại nấm mốc, vi khuẩn và mạt bụi phát triển. Tại lớp lọc HEPA, 99,95% bụi mịn 0,3 micron sẽ bị chặn lại, đảm bảo cho đầu ra không khí hoàn toàn sạch. Sau đó, lớp lọc than hoạt tính cao cấp sẽ giúp khử mùi hiệu quả và loại bỏ cả khí gây hại như là khí ga, khói thuốc. Chưa dừng lại ở đó, công nghệ ion âm kháng khuẩn giúp tạo ra hơn hàng triệu ion âm chuyển hóa vi khuẩn và các tác nhân gây hại tiềm ẩn như là các phân tử mùi độc hại trong không khí thành các phân tử nước vô hại, từ đó lọc và kháng khuẩn 99,9% bụi và vi khuẩn hiệu quả, mang đến cho gia đình bầu không khí trong lành và an toàn. Yên tĩnh và dịu êm với chế độ ngủ, độ ồn hoạt động chỉ từ 35 decibel thì với chiếc máy M60 đến từ thương hiệu Meliqua đầy, chúng ta có thể có được một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn cũng như là một tinh thần sảng khoái khi mà chúng ta thức dậy để đảm bảo được cho công việc cũng như là chất lượng học tập của chúng ta. Và với thời buổi hiện nay thì chúng ta rất là dễ gặp tình trạng mất ngủ cũng như là không khí bị ô nhiễm, thì mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng con máy M60 này sẽ hoàn toàn cải thiện được những vấn đề đó cho sức khỏe của chúng ta cũng như là cuộc sống chúng ta ngày càng tốt hơn nhé. Chế độ báo thay đổi bộ lọc trên màn hình thiết bị giúp cảnh báo người dùng thay đổi bộ lọc sau 2.200 giờ sử dụng để giúp máy hoạt động hiệu quả cũng như là tuổi thọ của thiết bị. Hiện đại hơn, thông minh hơn vì giờ đây chúng ta có thể kết nối qua Wi-Fi bằng ứng dụng Smart Light, giúp chúng ta có thể là điều khiển thiết bị từ xa nè, xem chất lượng của không khí cũng như là cảnh báo thay đổi bộ lọc ngay trên điện thoại của bạn. Và nếu như bạn đang quan tâm đến sản phẩm M60 đến từ thương hiệu Meliqua hoặc là nhiều sản phẩm thiết bị công nghệ cao khác thì chúng ta đừng ngần ngại mà hãy nhấp vào ngay đường link bên dưới hoặc là gọi vào số hotline 1900 638569. Hoặc là chúng ta có thể đến trực tiếp địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meliqua qua số 153 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cũng như là trải nghiệm sản phẩm. Và đừng quên nhấn like và subscribe để chúng ta có thể biết thêm nhiều thông tin sản phẩm đến từ thương hiệu Meliqua. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.